Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả của kênh truyền hình FBNC. Quý vị đang theo dõi chương trình Giới Kết Sổ. Và ở phần đầu của chương trình thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với anh Đoàn Quang Minh Thắng của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng để cùng anh phân tích một số những diễn biến trong phiên chứng khoán ngày hôm nay. Dạ xin chào anh Đoàn Quang Minh Thắng. Như chúng ta cũng đã thấy thì kết thúc một tuần giao dịch vừa rồi khá là giằng co. Chúng ta quan sát thì chúng ta thấy là dường như thị trường chứng khoán của chúng ta đang rất là cố gắng để vượt được ngưỡng kháng cự 940 điểm nhưng hầu như bất thành và đóng cửa đa phần là giảm. Bước sang phiên đầu tuần này thì thị trường diễn biến theo chiều hướng như thế nào thưa anh? Đúng theo nhận định cũng như quan sát của chị, hầu như nguyên một tuần vừa qua là chỉ số VN Index cố gắng chinh phục cái ngưỡng 940 điểm, tuy nhiên là không có thành công cho lắm và hầu như là cái đà tăng của cả phiên thì có cái sự thu hẹp trở lại và đóng cửa đều dưới ngưỡng 940 điểm này. Thì hơn một tuần giao dịch vừa qua thì sau khi mà cái thông tin về việc mà Trung Quốc họ thay đổi cái cách tính về số người nhiễm bệnh dịch cúm COVID-19 thì khiến cho cái số ca nhiễm bệnh nó cũng tăng cao hơn so với giai đoạn thống kê trước đó, thì khiến cái phần nào đó cái tâm lý dè chừng của giới nhà đầu tư cũng bao trùm lên hết thị trường chứng khoán. Thì cái điều đó thì nó tiếp diễn từ cái tuần rồi sang tuần giao dịch phiên đầu tuần ngày hôm nay. Thì ngay từ mở cửa phiên giao dịch thì mặc dù là đầu phiên thì có giằng co quanh sắc xanh, tuy nhiên là cả phiên giao dịch buổi sáng thì hầu như là chịu áp lực bán cũng khá là mạnh. Tuy nhiên là điểm sáng của thị trường trong phiên sáng mà có thể kể đến đó là nhóm ngành ngân hàng vẫn tiếp tục là nhóm trụ chính của chỉ số, khi hầu như các cổ phiếu trong nhóm ngành ngân hàng thì vẫn giao dịch trong sắc xanh như Vietcombank, BIDV hay STB, SHB. Ở chiều ngược lại thì như CTG hay VB Bank thì sau một nhịp tăng khá là mạnh thì đang có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn. Tuy nhiên là tôi quan sát cái áp lực bán không quá mạnh, với cái việc thanh khoản là nhìn chung là không có đột biến. Ngoài ra nữa thì ngoài cái lực đỡ từ nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng cũng chỉ một phần để kìm hãm bớt cái đà giảm chung của chỉ số, thì cái đà giảm hơn 3 điểm trong phiên sáng của chỉ số VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng như là nhóm ba cổ phiếu họ nhà Vingroup, rồi cụ thể như là cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup riêng trong phiên sáng là giảm mạnh hơn 3%. Với cái tôi quan sát là cái hầu như cái thanh khoản hơn 300.000 đơn vị khớp lệnh của cổ phiếu VIC này chủ yếu là đến từ việc khối ngoại họ bán là khá là chủ đạo. Ngoài ra nữa thì VHM cũng như là VRE thì cũng giảm hơn 1%. Điều này khiến cho cái chỉ số trong phiên sáng điều chỉnh khá là mạnh. Ngoài ra thì nhóm cổ phiếu bất động sản thì tôi quan sát là trong giai đoạn gần đây thì giao dịch khá là trầm lắng, khi không có thu hút dòng tiền quá là lớn và hầu như giá các cổ phiếu bất động sản đều đang trong giai đoạn là tích lũy và đi ngang. Tuy nhiên là vào cuối tuần vừa rồi là với cái thông tin khá là tích cực về việc là Condotel có thể sẽ được cấp giấy, có thể được cấp sổ, thì điều này tạo một cái tâm lý cho giới nhà đầu tư cũng như là các doanh nghiệp mà có đầu tư về mảng bất động sản nghỉ dưỡng như là CEO hay là FLC, thì trong phiên sáng này cái thông tin này nó phản ánh vào giá khá là tốt, giúp cho hai cổ phiếu này cũng ghi nhận cái mức tăng dao động cũng từ 2 giờ tới gần hơn 5%. Ngoài ra nữa thì nhóm cổ phiếu dầu khí thì như cái nhận định trong tuần vừa rồi thì tôi có đề cập tới việc là giá dầu thô thế giới sau hơn một tháng giảm lần lượt từ 15 cho tới hơn 17%, thì trong khoảng vài phiên gần đây là đã có dấu hiệu phục hồi trở lại, thu hẹp bớt cái đà giảm chỉ còn dao động khoảng từ 10 tới khoảng 12%. Thì điều này hỗ trợ cho giá cổ phiếu dầu khí như BVS hay BVD hay gas thì khoảng hai phiên trở lại đây cũng có cái sự khởi sắc hơn so với giai đoạn trước. Trong phiên sáng ngày hôm nay thì cũng ghi nhận các sự tăng nhẹ dao động khoảng gần 2%. Với cái thanh khoản thì cũng chưa có sự đột biến quá lớn. Ngoài ra nữa thì về thị trường chứng khoán phái sinh trong phiên sáng này thì hầu như là cả phiên giao dịch buổi sáng thì hợp đồng tương lai tháng 2 thì giao dịch gần như là chủ đạo là trong sắc xanh. Tuy nhiên vào khoảng 15 phút cuối của phiên sáng thì do cái áp lực bán của bên short khá là mạnh đã khiến cho cái hợp đồng tương lai tháng 2 này đóng cửa ở mức giá đỏ. Thì về mặt thanh khoản thì tôi đánh giá là có sự sụt giảm hơn so với đoạn trước, chỉ còn khoảng hơn 40.000 đơn vị trong phiên sáng so với cái khoảng gần 60.000 đơn vị. Có thể một phần là do về khoảng chỉ còn hơn 3 phiên giao dịch nữa là hợp đồng tương lai tháng 2 này sẽ đáo hạn, nên phần nào đó sẽ khiến cho cái thanh khoản nó có sự sụt giảm. Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng này thì chỉ số VN-Index tôi đánh giá là giao dịch giằng co, vì chủ yếu là cái nhịp giảm của chỉ số này đến từ ba cổ phiếu họ nhà Vingroup là chủ yếu, còn lại hầu như các cổ phiếu khác trong trên thị trường, các nhóm ngành trên thị trường thì hầu như là phân hóa
với cái mức tăng giảm cũng không quá là lớn. Chỉ số VN-Index kết thúc phiên ở ngưỡng 934 điểm, với cái thanh khoản thì đánh giá là thấp hơn so với bình quân của khoảng hơn một tuần trở lại đây, chỉ khoảng gần 90 triệu đơn vị, tương đương khoảng 1.500 tỷ đồng. Còn sàn Hà Nội thì sau một cái nhịp tăng khá là tốt, vượt được 110 điểm, thì trong phiên ngày hôm nay thì do cổ phiếu ACB và SHB thì giao dịch quanh vùng tham chiếu và vùng giá đỏ, nên khiến cái chỉ số HNX Index quay đầu giảm điểm dưới cái ngưỡng 110 điểm này. Dạ vâng, ngay từ mở cửa phiên đầu tuần thì thị trường của chúng ta đã điều chỉnh. Điều này có vẻ báo hiệu như một tuần giao dịch không mấy khởi sắc. Vậy thì phiên chiều ngày hôm nay có khởi sắc hay là không thôi? Thì đúng như là mở cửa phiên đầu tuần thì thị trường giao dịch không mấy tích cực, nhưng mà tôi đánh giá là cũng không có quá là bi quan cho lắm, vì như tôi có đề cập là cái việc giảm điểm của chỉ số trong phiên sáng thì chủ yếu là đến từ ba cổ phiếu ngoại nhà Vingroup, vì do quy mô vốn hóa của ba cổ phiếu như đóng góp vào cái điểm chỉ số VN-Index là khá lớn. Còn nhìn chung tổng thể thị trường thì như hơn một tuần trước trở lại đây thì hầu như là các nhóm ngành nó vẫn khá là phân hóa và giằng co, chủ yếu là dòng tiền vào những cái cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng là chủ yếu, đâu đó thì có chảy sang một số nhóm như bất động sản hay là nhóm dầu khí, tuy nhiên chủ yếu vẫn tập trung ở nhóm ngành ngân hàng. Thì còn về sang phiên giao dịch buổi chiều này thì tổng thể thì tôi đánh giá cũng không khác gì mấy so với phiên sáng, thì vẫn là nhóm ngành ngân hàng là nhóm chính để kìm hãm bớt cái đà giảm của chỉ số. Thì với cái việc là thanh khoản ở nhóm ngành ngân hàng trong khoảng hai phiên trở lại đây, tôi đánh giá là có sự sụt giảm hơn so với cái nhịp tăng trước đó, thì một phần có thể do dòng tiền đầu cơ ngắn hạn của cái nhịp bắt đáy trước đó đang chốt lời và đang đứng ngoài chờ đợi quan sát cái diễn biến tiếp theo của thị trường. Ngoài ra nữa thì cái điểm nổi bật nữa là có cổ phiếu ROS, nổi bật ở chỗ là tại vì hiện tại cổ phiếu ROS vẫn đang nằm trong cái rổ VN30, nên nó cũng một phần là tác động tới cái điểm chỉ số VN30. Điểm thứ hai nữa là theo nhiều dự báo thì có thể do cái việc diễn biến không mấy tích cực trong thời gian gần đây, thì có thể trong cái đợt review sắp tới của quỹ ETF, cổ phiếu ROS của FLC Faros thì có thể sẽ bị loại ra khỏi danh mục của quỹ ETF. Thì theo nhiều dự đoán thì với nhà đầu tư họ đánh giá như vậy, nên khiến cho giá cổ phiếu nó cũng diễn biến theo cái chiều hướng không mấy tích cực cho lắm. Ngoài ra nữa thì nhóm cổ phiếu bất động sản như tôi đề cập là những phiên gần đây là không được thu hút dòng tiền cho lắm, vì có thể do năm 2019 vừa qua là diễn biến của thị trường bất động sản không mấy khởi sắc, do cái việc là room tín dụng vào thị trường này có sự thu hẹp dần, nên khiến cho cái nhu cầu về cái đầu tư của nhà đầu tư cho thị trường này nó có sự kìm hãm bớt phần nào, khiến cho cái diễn biến giá của cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là những cổ phiếu vừa và nhỏ, có giá gần như là chỉ đi ngang và điều chỉnh. Tuy nhiên trong phiên chiều ngày hôm nay thì có cái sự khởi sắc hơn so với phiên sáng, với cái việc thanh khoản đang có sự cải thiện hơn so với bình quân. Một số cổ phiếu như là CEO hay SCR hay FLC hay là Long Điền hay là Thu Đức Hao thì có cái nhịp tăng trở lại, dao động khoảng từ 2 cho tới khoảng hơn 3%. Ngoài ra thì là nhóm ngành dược thì sau khoảng thời gian tăng khá là mạnh từ khi bùng phát cái dịch Covid-19 thì giá cổ phiếu, hầu hết các cổ phiếu thuộc nhóm dược này đều ghi nhận cái mức tăng dao động khoảng 15 tới hơn 20%. Thì vài phiên trước đây thì tôi quan sát là đang có sự chốt lời ở một số những cổ phiếu tăng mạnh như là cổ phiếu EMB, Imac Farm hay là dược Hà Tây hoặc là dược Việt Nam. Thì trong phiên ngày hôm nay thì những số cổ phiếu này đã chịu áp lực bán cũng dao động hơn 5%. Ở chiều ngược lại thì số cổ phiếu như là dược Cửu Long hay là dược Hậu Giang thì trước đó đã chịu áp lực chốt lời, thì trong phiên ngày hôm nay có sự phục hồi trở lại khá là tích cực. Thì kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay thì nhìn chung là thị trường vẫn tôi đánh giá là vẫn đang giằng co, mặc dù là cái thanh khoản có sự sụt giảm hơn so với tuần giao dịch trước, khoảng dao động khoảng 5 tới 8% khối lượng khớp lệnh. Tuy nhiên là do cái diễn biến khó lường của dịch bệnh nên giới nhà đầu tư cũng gây nên một cái tâm lý tiêu cực trong ngắn hạn cho giới nhà đầu tư trong cái việc giải ngân dòng tiền mạnh. Thì hiện tại thì hầu như là thị trường chủ yếu là giằng co và đang
chờ đợi cái sự bứt phá có thể vượt được ngưỡng 940 điểm này hay không. Nếu mà test không thành công cái vùng kháng cự này lần nữa thì tôi đánh giá có thể sẽ gặp một cái nhịp điều chỉnh về lại khoảng vùng 920 điểm. Thì kết thúc phiên chỉ số VN-Index giảm nhẹ gần 3 điểm với cái thanh khoản chỉ còn khoảng 150 triệu đơn vị, tương đương khoảng 2.500 tỷ đồng. Dạ vâng, đã 2 tuần trôi qua kể từ khi mà cái tác động ngắn hạn từ Covid-19 đã có dấu hiệu hạ nhiệt dần và giai đoạn rủi ro nhất có vẻ đã đi qua. Tác động xấu của cái virus Covid-19 này thì cũng đã phản ánh gần hết những diễn biến thị trường trong thời gian qua rồi, đúng không ạ? Và anh đánh giá như thế nào về nhận định ở thời điểm rủi ro nhất của thị trường đã đi qua, vừa đi qua, và liệu đây có phải là một cái cơ hội mở ra để các nhà đầu tư của chúng ta có thể đầu tư cổ phiếu ở thời điểm này không? Thì trước hết thì mình nhìn lại cái giai đoạn vừa qua kể từ khi mà cái virus corona Covid-19 này bùng phát thì thị trường chứng khoán thế giới thì ngay lập tức là phản ánh cái thông tin đó liền, thì ghi nhận liên tục vài phiên đầu là có cái mức giảm khá là mạnh, tuy nhiên là sau đó thì hầu như đều đã ổn định trở lại và phục hồi tăng trưởng. Thì cụ thể giống như chỉ số S&P 500 của Mỹ là thậm chí cái chỉ số này còn vượt đỉnh và hiện tại vẫn đang duy trì cái mức tăng trưởng hơn 4%. Điều đó cho thấy là cái ảnh hưởng từ cái dịch Covid-19 này không tác động quá lớn đến cái diễn biến của thị trường tài chính thế giới như là những cái hai đợt dịch trước SARS hay là Ebola. Còn về vào cái tuần vừa rồi thì cái trường hợp nhiễm bệnh nó có dấu hiệu số trường hợp nhiễm mới có dấu hiệu giảm hơn so với cái trường hợp khỏi bệnh, thì cái điều này cho thấy cái dấu hiệu tích cực về cái sự kiểm soát dịch bệnh đã đang trong cái chuyển biến tốt hơn. Thì nếu mà dịch được cô lập cũng như là được kiểm soát tốt hơn và trong thời gian ngắn hơn nữa thì điều này sẽ hỗ trợ khá tốt cho cái sự phục hồi của nền kinh tế cũng như là thị trường chứng khoán. Thì thường cái nhịp phục hồi này có thể dao động khoảng từ 10 cho tới hơn khoảng 20% trong khoảng 6 tháng tới kể từ khi được công bố là dịch được hoàn toàn kiểm soát. Thì nói về cái thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian gần đây thì kể từ đầu năm 2020 tới nay thì cái điểm sáng đó là việc là dòng vốn ngoại ETF họ liên tục rót vào thị trường chứng khoán Việt Nam mình với giá trị hơn khoảng 25 triệu USD và riêng trong tuần vừa rồi thì là đã hơn 7,6 triệu USD tập trung trong quỹ VFM VN30. Thì cái điều này cho thấy là cái thị trường chứng khoán mình vẫn thu hút khá là tốt cái dòng vốn ngoại. Ngoài ra nữa thì để nói về cái chuyện cơ hội trong hiện tại thì cũng là một điểm đáng chú ý. Thì kể từ khi bùng phát cái dịch Covid-19 thì thị trường Việt Nam nói chung, nói riêng cũng như thị trường thế giới thì cũng đã ghi nhận cái nhịp điều chỉnh và sau đó thì có sự phục hồi, thì thị trường mình cũng phục hồi khá là tốt về lại cái vùng khoảng 930 đến 940 điểm như hiện tại. Và hầu hết những cái thông tin xấu đó đều đã phản ánh vào những cái nhóm ngành, nhất là những cái nhóm mà chịu cái tác động ngắn hạn liên quan tới cái dịch này, như là nhóm ngành dịch may thủy sản hay là nhóm hàng không cảng biển bán lẻ. Thì giá ở hầu hết các cổ phiếu trong nhóm ngành này đều có ghi nhận cái mức sụt giảm cũng khá là mạnh, cũng dao động khoảng gần 15 tới hơn 20%. Thì đây cũng là một cái cơ hội tốt cho nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tích lũy ở những cổ phiếu này. Sau cái giai đoạn mà kiểm soát dịch thì thường nhà nước sẽ đưa ra những cái gói hỗ trợ để kích thích tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là những cái nhóm ngành này, để giúp cho các doanh nghiệp thuộc nhóm chịu cái tác động chính này có sự phục hồi trở lại trong thời gian sớm nhất. Hay những cái nhóm mà ít chịu tác động như nhóm ngành ngân hàng, công nghệ hay là nhóm điện thì hiện tại vẫn thu hút dòng tiền khá là tốt. Thì cái đà tăng thì tôi đánh giá là vẫn sẽ còn duy trì trong cái thời gian sắp tới, một phần là để kìm hãm bớt cái áp lực bán từ những cái nhóm tiêu cực để giữ cho cái điểm chỉ số vẫn ở một mức cân bằng nhất định. Thì nhà đầu tư thì sẽ chờ đợi những cái nhịp điều chỉnh nhất định để có thể tích lũy là những cái cổ phiếu như nhóm ngành ngân hàng hay là nhóm ngành công nghệ để cho cái nhịp phục hồi sắp tới. Dạ vâng, và cổ phiếu nào mà anh sẽ khuyên các nhà đầu tư của chúng ta nên đầu tư ở trong thời điểm này, vì đó anh nói cũng là cơ hội để các nhà đầu tư của chúng ta có thể đầu tư chung và dài hạn để kiếm lời, thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở phần 3 chương trình.
Những chia sẻ vừa rồi của anh Đoàn Quang Minh Thắng cũng đã kết thúc phần 1. Quý vị đừng rời kênh nhé, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2, phần điểm tin. Quý vị đang đến với phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ, và trong phần này thì mời quý vị đồng hành cùng với Phương Thúy, chúng ta cùng điểm qua một số những thông tin của các doanh nghiệp trong nước và thế giới. Sau đây sẽ là phần tin trong nước. Thưa quý vị, công ty cổ phần Bia Hà Nội Kim Bài, mã chứng khoán là BHK, lên kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu đạt là 231 tỷ đồng. Trước tình hình cạnh tranh của các hãng bia khác cũng như những khó khăn trên thị trường. Cụ thể thì BHK đặt ra chỉ tiêu doanh thu năm 2020 đạt 231 tỷ đồng, tăng 26% và lợi nhuận trước thuế là 8,6 tỷ đồng, giảm hơn 31% so với kết quả thực hiện của năm 2019. Về kết quả kinh doanh năm 2019 thì BHK đã ghi nhận 183 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% và 10,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 39% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy thì công ty đã hoàn thành 108% chỉ tiêu năm về lợi nhuận trước thuế. Thưa quý vị, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, mã chứng khoán là TNG, công bố báo cáo tài chính tháng 1 năm 2020 với doanh thu thuần gần 260 tỷ đồng, giảm 26% so với tháng 1 năm 2019. Lợi nhuận gộp cũng giảm ở mức tương tự, còn 51 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 17 tỷ đồng, giảm 40%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 13 tỷ đồng, giảm 33%. Tổng tài sản tính đến hết tháng 1 của công ty là 3.241 tỷ đồng, tăng hơn 220 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào tài sản cố định khoảng 1.100 tỷ đồng và hàng tồn kho là 914 tỷ đồng. Về nguồn vốn thì nợ phải trả là 2.163 tỷ đồng, tăng gần 11%, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm gần 60% tỷ trọng, tức là khoảng 1.280 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán thì giá cổ phiếu của TNG ngày 14 tháng 2 đóng cửa mức 16.200 đồng một cổ phiếu, giảm hơn 26% so với đỉnh của năm 2019. Thưa quý vị, công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc, mã chứng khoán là DHB, công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu công ty con công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, mã chứng khoán là HPH, nhằm tái cơ cấu các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết của đạm Hà Bắc. Theo đó thì DHB dự kiến chào bán hơn 5,42 triệu cổ phiếu HPH theo hình thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Số cổ phiếu chào bán tương đương là 64,56% vốn điều lệ của PHP. Vừa qua thì DHB đã công bố kết quả kinh doanh năm 2019 với số lỗ hơn 630 tỷ đồng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp công ty làm ăn thua lỗ. Tổng lỗ lũy kế đến hết năm 2019 lên đến gần 3.300 tỷ đồng. Công ty đã âm vốn chủ sở hữu hơn 516 tỷ đồng. Thưa quý vị, mới đây thì dược phẩm Imec Pharm, mã chứng khoán là IMP, cho biết giai đoạn năm 2020 đến năm 2022 đặt mục tiêu tăng trưởng kép hàng năm doanh thu là 24% và lợi nhuận trước thuế là 18%. IMP dự kiến doanh thu từ kênh bệnh viện ETC tăng nhanh chóng. Năm 2020 thì IMP dự kiến doanh thu từ ETC sẽ có thể vượt qua kênh nhà thuốc OTC. Doanh thu năm 2020 thì dự kiến đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế vào quỹ nghiên cứu và phát triển ở mức là 260 tỷ đồng, tăng 17%. Với việc hoàn thành hai nhà máy IMP2 và IMP4 thì doanh nghiệp ngày càng có nhiều sản phẩm công nghệ cao, giá cao trong cơ cấu hàng hóa. IMP kỳ vọng đến năm 2022 thì doanh thu ETC kỳ vọng chiếm 68% tổng doanh thu, tăng từ mức 19% trong năm 2018. Chúng ta cùng chuyển sang một số tin tức quốc tế. Thưa quý vị, vừa qua thì tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc Alibaba cho biết lợi nhuận ròng của tập đoàn này trong quý 4 năm 2019 đã tăng 58% so với cùng kỳ năm trước đó nhờ các chương trình khuyến mại khủng dịp ngày lễ độc thân trong tháng 11 năm 2019 cũng như đà tăng trưởng vững của mạng dịch vụ điện toán đám mây. Theo đó thì lợi nhuận ròng của Alibaba trong 3 tháng cuối năm 2019 đạt 52,3 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 7,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy vậy thì tăng trưởng doanh thu của Alibaba đã tiếp tục chậm dần lại. Tổng doanh thu của tập đoàn này trong 3 tháng cuối năm ngoái tăng 38%, thấp hơn so với mức tăng là 41% của cùng kỳ năm 2018. Alibaba hiện thống trị văn hóa tiêu dùng tại Trung Quốc. Giới chuyên gia nhận định thật khó để Alibaba có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao như nhiều năm trước cũng như đảm bảo doanh thu cao trong tương lai, vốn được tạo điều kiện nhờ công nghệ và các chính sách thúc đẩy tiêu dùng trong nước của Bắc Kinh.
Thưa quý vị, nhà sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu Airbus ngày 15 tháng 2 vừa qua đã bày tỏ quan điểm cho rằng việc Mỹ quyết định sẽ tăng thuế nhập khẩu máy bay Airbus từ 10 đến 15% từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Liên minh châu Âu EU. Mức thuế hiện nay được Mỹ áp đối với máy bay dân dụng của Airbus là 10% kể từ tháng 10 năm 2019. Đây cũng là thời điểm Washington áp đặt thuế mới với một số hàng hóa trị giá 7,5 tỷ đô la Mỹ của châu Âu. Và đáng chú ý là thuế mới đánh 25% vào các mặt hàng khác như rượu vang, phô mai và cà phê, ô liu sau khi Tổ chức Thương mại Thế giới WTO bật đèn xanh cho Mỹ đưa ra các biện pháp trả đũa thương mại liên quan tới chính sách trợ cấp trái phép mà Brussels dành cho Airbus. Trước tình hình trên, thì Airbus cho biết sẽ tiếp tục thảo luận các khách hàng Mỹ và hợp tác với họ để giảm thiểu tác động của thuế quan trong mức độ có thể. Ngoài ra, thì Airbus đã và sẽ tiếp tục thúc đẩy một thỏa thuận nhằm giải quyết cuộc chiến tranh kéo dài 15 năm ngày. Thưa quý vị, ứng dụng tin nhắn WhatsApp của Facebook thông báo ứng dụng này đã có hơn 2 tỷ người dùng trên toàn cầu, tái khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường mã hóa tin nhắn nhằm bảo vệ quyền riêng tư của các thượng đế. Trên một trang blog của WhatsApp, đại diện của ứng dụng này đã nêu rõ, chúng ta càng kết nối thì càng phải tăng cường bảo vệ. Và đó là lý do tại sao mỗi tin nhắn riêng tư được gửi bằng ứng dụng WhatsApp đều được đảm bảo mã hóa theo hình thức bảo mật đầu cuối. Hình thức bảo mật này vận hành tựa như một loại khóa kỹ thuật số bất khả công phá để đảm bảo an toàn cho mọi thông tin gửi đi trên WhatsApp trước những nguy cơ tấn công của tin tặc và các đối tượng phạm tội. WhatsApp là công cụ truyền thông di động chính ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó thì ứng dụng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động như mua sắm, vận động chính trị cũng như lĩnh vực khác trong cuộc sống thường nhật. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần 2 của chương trình. Mời quý vị đến với phần 3, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với chuyên gia để cùng phân tích một số những cổ phiếu nổi bật. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với phần 3 của chương trình Giờ Kết Sổ. Và trong phần này thì mời quý vị cùng trò chuyện lại với anh Đoàn Quang Minh Thắng để cùng anh phân tích một số những cổ phiếu nổi bật. Dạ vâng, như ở phần đầu chương trình thì anh nói là anh cũng có đồng ý với Phương Thúy rằng là thời điểm này cũng có thể là thời điểm mà các nhà đầu tư của chúng ta có cơ hội để nắm bắt những cổ phiếu đầu tư chung và dài hạn. Vậy thì ngày hôm nay anh có cổ phiếu nào muốn giới thiệu cho các nhà đầu tư của chúng ta hay không? Về cái góc nhìn cơ hội đầu tư trong giai đoạn hiện tại thì tôi vẫn đánh giá nhóm ngành ngân hàng vẫn là nhóm chủ đạo chính của thị trường. Mình có thể quan sát khoảng 2 tuần trở lại đây thì mặc dù là thị trường giao dịch giằng co và có những cái nhịp giảm mạnh nhưng mà nhóm ngành ngân hàng là vẫn là nhóm thu hút dòng tiền chính cũng như là nhóm mà phục hồi lại đầu tiên sau một cái nhịp giảm mạnh và trong cái những cái phiên tăng điểm thì nhóm ngành ngân hàng vẫn là cái nhóm chính kéo thị trường tăng điểm. Thì nhóm ngành ngân hàng nói chung là vẫn là nhóm hot và nhóm có thể sinh lời cho giới nhà đầu tư trong ngắn hạn, trung hạn cũng như về triển vọng về dài hạn. Thì nói về cổ phiếu ngân hàng trong cái khoảng một tuần qua thì với cái thông tin khá là tích cực. Về đầu tiên là về cái việc vào ngày 12 tháng 2 vừa rồi là cái việc mà Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU. Thì trong cái hiệp định này sẽ có hiệu lực sau khi mà Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và dự kiến vào tháng 5 và được phê duyệt từ Ủy ban EU. Thì cái điểm nổi bật từ cái quốc hội này mà tôi đánh giá đó là việc cho cái lĩnh vực ngân hàng. Thì trong 5 năm kể từ ngày mà EVFTA có hiệu lực thì Việt Nam cam kết sẽ xem xét cho phép tổ chức tín dụng của châu Âu có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên 49% ở ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, hai ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Thì tuy nhiên là cam kết này chỉ có hiệu lực trong vòng 5 năm và đặc biệt là nó sẽ không áp dụng đối với 4 ngân hàng mà có sự chi phối của nhà nước như là Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Aribank. Thì hiện tại thì theo cái quy định của luật các tổ chức tín dụng hiện hành thì một cổ đông cá nhân thì không được sở hữu quá 5% vốn điều lệ, một tổ chức thì không được sở hữu quá 15% điều lệ và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa thì cũng chỉ được khoảng 30%. Thì trường hợp nói trên về cái việc mà thỏa thuận EVFTA thì cho phép là room ngoại của các tổ chức tín dụng châu Âu tại hai ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam được nới room lên mức trần theo quy định. Thì hiện tại thì cái việc mà lựa chọn ngân hàng nào sẽ được nới room cho tổ chức tín dụng châu Âu lên 49%
thì sẽ đòi hỏi khá là nhiều tiêu chí để đánh giá xem là ngân hàng nào sẽ được chọn. Thì một số tiêu chí có thể xem xét như là về vấn đề nợ xấu có thể đã được giải quyết sạch sẽ hay chưa, còn vấn đề nợ xấu nào hay không, thì hoạt động tín dụng cốt lõi có đảm bảo cho cái tình hình kinh doanh của nó có an toàn và minh bạch hay không. Thì những cái tiêu và một số những cái tiêu chí mà theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như Bộ Tài chính thì vấn đề này sẽ được xem xét và công bố trong thời gian sắp tới. Còn nếu mình nhìn trong cái giai đoạn 2019 vừa rồi thì có những cái ngân hàng thương mại cổ phần thì có được công bố là top 10 ngân hàng uy tín. Thì dẫn đầu thì có như là Techcombank, rồi đến VPBank hay ACB hay là ngân hàng Tiên Phong Bank và SHB. Thì đây là một năm ngân hàng đứng đầu trong top 10 ngân hàng uy tín. Đây cũng là cái cơ hội để ý cho nhà đầu tư có thể đón đầu cái nguồn sóng đầu tư của khối ngoại vào nhóm ngành ngân hàng trong cái triển vọng về việc nới room ở một trong những cái ngân hàng thương mại cổ phần. Thì mình nhìn về cái diễn biến giá của một số những cái cổ phiếu mà tôi vừa liệt kê trên, thì nếu mà nhìn lại giai đoạn khoảng một năm vừa qua thì như là cổ phiếu TCB của Techcombank thì giai đoạn từ tháng 1 năm 2019 đến khoảng tháng 6 năm 2019 thì giá cổ phiếu Techcombank thì ghi nhận cái mức điều chỉnh giảm khá là mạnh, hơn 30%. Tuy nhiên là có cái sự phục hồi khá là tốt trong giai đoạn khoảng hơn 3 tháng trở lại đây, từ cái vùng khoảng 20 thì hiện tại đã lên được khoảng gần vùng 24.000, tức là ghi nhận cái mức tăng trở lại khoảng 20%. Hay xếp thứ hai như có VPBank thì từ giai đoạn đầu năm 2019 thì sau nhiều lần biến động khá là mạnh thì khoảng 2 tháng trở lại đây thì có cái sự phục hồi khá là tốt, ghi nhận cái mức tăng lên hơn 40%. Hay còn có như ACB thì trong khoảng 1 tháng trở lại đây, sau một cái giai đoạn giằng co khá là dài hơn 1 năm thì giá có sự phục hồi khá là mạnh từ vùng 22 lên khoảng 26.000, tức là cũng tăng khoảng 20%. Thì nếu mình nhìn lại cái diễn biến giá của ba cổ phiếu mà có sự chi phối của ngân hàng của nhà nước như là Vietcombank, BIDV hay CTG thì cái mức tăng ở ba cổ phiếu này trong giai đoạn 2019 tới 2020 vừa qua thì cũng đã ghi nhận mức tăng khá là mạnh từ khoảng 50 tới gần 80%, trong khi những cái cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần mà như tôi vừa đề cập thì ghi nhận cái mức tăng cũng dao động chỉ khoảng từ 15 cho tới hơn 20% đổ lại, cho thấy cái mức tăng nó vẫn còn thấp hơn so với nhóm ngân hàng nhà nước, cũng như là cái dư địa tăng trong thời gian sắp tới vẫn còn khá là lớn. Và cái câu chuyện về việc nới room ra nước ngoài là được giới nhà đầu tư trong nước cũng như khối ngoại họ quan tâm rất là nhiều, thì do đó cái triển vọng trong trung và dài hạn sắp tới nhóm ngành ngân hàng này vẫn còn khá là khởi sắc cho cái cơ hội đầu tư. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Thật ra thì chúng ta cũng đã biết là nhóm ngành ngân hàng này dù là thị trường có xuống hay có lên thì đâu đó nhóm ngành ngân hàng vẫn luôn luôn là những nhóm ngành, một trong những nhóm ngành mà dẫn dắt thị trường. Và hy vọng nhóm ngành ngân hàng như anh nói, như Vietcombank chẳng hạn, thì cũng đang ở một vùng giá khá là hấp dẫn để các nhà đầu tư của chúng ta có thể đầu tư từ bây giờ, tích lũy chung và dài hạn trong thời gian tới. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Đến giờ thì thời lượng của chương trình Giờ Kết Sổ cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Giờ Kết Sổ ngày mai. Chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã cùng chúng tôi đồng hành với chương trình.